Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh xin chào toàn thể anh em. Shop đến từ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhá. Hôm nay giới thiệu với các bác lô băng keo ngụy trang nhá. Băng keo ngụy trang có cái mẫu mới nhá. Hai cái mẫu này là cái mẫu 3D và mẫu vải màu xanh màu đội, thì là anh em đã nắm được rồi. Cái mẫu này là cái mẫu mới về nhá. Nó cũng là chất liệu bằng vải nhưng mà màu nó khác. Màu nó sậm, loang nổ lá cây, nó tối hơn là cái màu xanh màu đội này. Đây là màu xanh màu đội thì anh em đã biết rồi. Còn cái mẫu này là mẫu mới về này nhá. Anh em xem kỹ cái màu này nhá, cái màu của cái mẫu mới này. Đây anh em quay đây cho anh em xem này. Đây là cái mẫu màu mới này. Đây là chất liệu bằng vải nhá, chất liệu bằng vải quận to. Một cuộn này số đo của nó là 10m nhé. Thế còn bên này ấy, là chất liệu bằng 3D. Chất liệu 3D ấy, có nghĩa là nó kiểu như là băng dính đề can ấy, nó sẽ cứng. Nó cứng nhá. Thì dán cái này mà dán thật chặt thật kín vào ấy thì nó sẽ là dạng không thấm nước nhé. Dạng không thấm nước. Đây gọi là 3D này. 3D nhá. Và màu thì màu thực tế như này, anh em xem nhé. 3D thì nó sẽ hơi cứng. Đấy. Còn đây thì là chất liệu vải. Vải rèn di truyền thống như mấy lần trước anh em đã thấy rồi nhá. Đây là chất liệu vải rèn di. Đấy, đây chất liệu vải này. Vải rèn di như này nhá. Chất liệu vải màu xanh rèn di. Đây anh em mua hàng thì anh em nói là cần cái cuộn vải màu rèn di hay là cần cuộn 3D nhé, thì anh em nói là rõ nhé. Thì đây là ba cái mẫu điển hình đây, ba mẫu điển hình đây. Anh em cần cuộn 3D hay là cần cuộn vải màu xanh màu đội hay là cần cuộn vải màu lá cây khô thì anh em nói rõ mới shop nhé. Đây là băng keo ngụy trang. Cái băng keo này thì là nó bằng vải, nó có keo sẵn rồi. Anh em dán thì nó sẽ dính thẳng vào hàng, dính thẳng vào cái cây củi ấy, hoặc là hai dán nó chồng vào nhau ấy thì nó sẽ dính vào nhau. Cái này là độ dính rất là tốt. Anh em trước khi mua hàng ấy, anh em xem clip kỹ để anh em chọn cái màu nào, màu 3D hay là màu xanh bộ đội, dần đi bộ đội hay là màu lá cây khô. Thế về giá thành ấy, thì giá thành công khai của một cái quặn băng dính này ấy, là 120.000 nhé. 120.000 cho một quận đã bao gồm cả phí gửi về tới nhà cho anh em nhé. 120.000 đã bao phí là tới nhà rồi, không phát sinh thêm nữa nhé. Đây. Cái bản này ấy, nó là 5 cm, đây là rõ này, 5 cm, đây là 50 mm này và 10 này, có nghĩa là biểu thị cho nó là dạng 10 m. Trên đây là có thông số sẵn này nhé. Cái bản này là bản 5 phân, gọi là 5 phân đấy. Giá thành là 120.000 một quận đã bao phí về tới nhà. Anh em mua hàng thì chỉ cần cung cấp cho shop xin họ tên địa chỉ là shop sẽ ship hàng sale đến tận nhà. Có nghĩa là các bác trước khi trả tiền có quyền bóc hàng ra xem và kiểm tra đúng mặt hàng như là các bác đặt như này thì các bác bắt đầu thanh toán tiền trực tiếp ngày giao hàng luôn, không cần phải đặt cọc trước nhé. Shop không nhận cọc trước. Anh em mua hàng cái này thì nó không đáng bao nhiêu tiền cả. 120 một quận bao ship về tới nhà luôn và bao ship đi toàn quốc nhé, khắp các tỉnh thành của Việt Nam mình, các bác ở đâu cũng mua được nhé. Các bác đừng ngại nhé, một quận là 120, một quận là ship shop đã ship rồi. Còn anh em mua nhiều thì giá thành nó sẽ rẻ, còn là anh em mua chung với đồ khác ấy, thì sẽ có chiết khấu rẻ đi. Còn các bác nào mà thích chơi đam mê cần một quận thôi là shop đã gửi rồi, một quận giá 120.000 bao ship về tới nhà. Chất liệu vải màu lá cây khô này, chất liệu vải màu xanh màu đội, chất liệu 3D. Anh em chọn cái nào anh em nói rõ nhá. Rồi xin cảm ơn anh em đã ủng hộ shop trong thời gian qua. Ngoài cái mặt hàng băng keo ngụy trang ra thì còn tất cả các mặt hàng phụ kiện cho anh em đam mê chơi PCP, van, bình, kính, bơm shop đều có, mong anh em ủng hộ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau.